đội tuyển Việt Nam hướng tới cuộc đối đầu với Iran vào ngày 12 tháng 1 tới. Quý vị thính giả thân mến, cổ đồng viên đội tuyển Việt Nam tiếc nuối một thì huấn luyện viên Park Hang-seo và các cầu thủ tiếc 10. Từ những người ghi bàn như Công Phượng hay các tuyển thủ bị coi là mắc lỗi trong bàn thua thứ ba của đội tuyển Việt Nam trước tuyển Iraq. Sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu trên sân Yas Sports City, tối ngày 8 tháng 1 vang lên, trong lúc các cầu thủ vẫn còn lưu lại trên sân để cảm ơn các cổ động viên lặn lội đường xa đến cổ vũ cho đội bóng, thì trên Facebook, Instagram, Twitter hay các trang mạng xã hội khác đã tràn ngập những ý kiến tranh luận sau thất bại 2-3 của đội tuyển Việt Nam trước Iraq, đặc biệt là tình huống dẫn đến bàn thua thứ ba sau cú đá phạt hàng rào của Ali Adnan. Bắt nguồn từ phát biểu của huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo ở buổi họp báo sau trận đấu bằng tiếng Hàn, sau đó trợ lý ngôn ngữ dịch sang tiếng Anh cho các phóng viên quốc tế, bao gồm cả phóng viên Việt Nam nghe, chuyển tải lại nội dung trước khi đưa lên mặt báo và các trang báo điện tử. Người ta tranh cãi việc có phải thủ môn văn lâm mắc lỗi, đứng sai vị trí, nên không thể cản phá được cú đá phạt của hậu vệ trái xuất sắc bên phía đội tuyển Iraq Ali Adnan hay không? Và liệu có phải thầy Park chê học trò mắc lỗi vị trí, hay chỉ là có tầm nhìn và góc quan sát không tốt? Tất nhiên, báo chí có quan điểm của báo chí, và dư luận người hâm mộ cũng có quyền nêu ra quan điểm của riêng mình. Nhưng khen hay chê cần cho đúng, tránh ảnh hưởng và tác động tâm lý không tốt đến các cầu thủ, thậm chí cả những thành viên trong ban huấn luyện. Trong con mắt của cánh phóng viên thường xuyên theo chân đội tuyển Việt Nam, từ cấp độ U23, Olympic và bây giờ là ASEAN, huấn luyện viên Park Hang-seo là một người nghiêm khắc, làm việc chuyên nghiệp nhưng cũng rất tâm lý gần gũi với học trò. Ông Kyu Jin, trợ lý ngôn ngữ tiếng Hàn Anh của huấn luyện viên Park Hang-seo thời điểm hiện tại, và cả trợ lý ngôn ngữ trước đây của thầy Park là Lê Huy Khoa đều xác nhận điều này. Và như những gì tiền đạo Hà Đức Chinh chia sẻ trước buổi tập 9 tháng 1 của đội tuyển Việt Nam tại Abu Dhabi, sau khi về đến khách sạn, huấn luyện viên Park Hang-seo không chê trách cầu thủ nào mà ông chỉ nhắc nhở họ nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ, tập trung hết sức cho hai trận đấu còn lại. Tại bảng D vòng chung kết Asian Cup 2019 với các đối thủ là Iran và Yemen, tất nhiên sẽ không chỉ là những lời nhắc nhở động viên đơn thuần. Dưới góc độ chuyên môn, những gì còn tồn tại cần rút kinh nghiệm từ trận thua Iraq sẽ được ban huấn luyện và từng cầu thủ ở mỗi vị trí thi đấu lưu ý, chỉnh sửa trong từng buổi tập cũng như mỗi băng chiến thuật chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Iran sau khi vượt qua Yemen với tỷ số 5-0, chứng tỏ họ là một đối thủ cực mạnh, thậm chí còn mạnh hơn cả Iraq. Nhưng huấn luyện viên Park Hang-seo khẳng định rằng, đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho mục tiêu có điểm ở trận đấu gặp Iran ngày 12 tháng 1 tới đây và sẽ làm tất cả để đạt được điều này. Như đã thành thông lệ sau mỗi trận đấu của đội tuyển Việt Nam ở các giải đấu chính thức, gần 12 tiếng sau thất bại trước Iraq, huấn luyện viên Park Hang-seo chia đội hình đội tuyển Việt Nam thành hai, số cầu thủ đã chính nghỉ ngơi tại khách sạn, tập gym, kết hợp bơi lội. Nhóm cầu thủ còn lại, vốn là các vị trí dự bị hoặc không được thi đấu, vẫn ra sân tập luyện bình thường. Mặc dù vậy, khối lượng vận động ở buổi tập sáng ngày 9 tháng 1 tại sân Sultan Bin Zayed Al-Nayan không quá lớn, chủ yếu để duy trì và tránh sức y. Hơn nữa, trong khung giờ tập luyện từ 10 giờ 30 phút đến 12 giờ 30 phút như đăng ký của ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam với đại diện AFC. Thời tiết tại Abu Dhabi nắng nóng nên ít nhiều gây cản trở quá trình luyện tập của các cầu thủ. Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ ở lại khách sạn giám sát đội hình chính tập luyện nên buổi tập trên Sultan Bin Zayed Al Nahyan sáng ngày 9 tháng 1 do trợ lý Lee yong jin điều khiển. Cơ hội nào để đội tuyển Việt Nam lọt vào vòng 1/8? thưa quý vị không thể giành được một trận hòa trước đội tuyển Iraq cơ hội đi tiếp dành cho đội tuyển Việt Nam trở nên khó khăn hơn rất nhiều thất bại với tỷ số 2-3 trước đội tuyển Iraq ngay trận đầu ra quân tại Asian Cup năm 2019 khiến cho mọi thứ trở nên tương đối khó khăn dành cho đội tuyển Việt Nam nếu như kết thúc trận đấu với một kết quả hòa 2-2 mọi thứ đã có thể dễ thở hơn rất nhiều dành cho thầy trò huấn luyện viên Park hang thế nhưng dù đứng trước rất nhiều khó khăn hy vọng lọt vào vòng 1/8 dành cho đội tuyển Việt Nam vẫn còn bởi theo thể thức giải Asian Cup năm 2019, ngoài 12 đội nhất và nhị bản, 4 đội xếp thứ ba đạt thành tích xuất sắc nhất cũng sẽ giành quyền lọt vào vòng 1-8. Do đó, nếu không thể giành được một trong hai vị trí đầu bảng đây, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn vẫn có cửa đi tiếp, thông qua chiếc vé dành cho đội xếp thứ ba đạt thành tích xuất sắc nhất. Điều này xem ra tương đối khả thi. Vì đã ghi được đến hai bàn thắng, hệ số bàn thắng bại của đội tuyển Việt Nam khá cao trong các đội hiện xếp thứ ba các bảng đấu thế nên muốn trọng cửa đi tiếp, thầy trò huấn luyện viên Bắc Hang Sơ cần phải cố gắng giành trọn 3 điểm trước đội tuyển Gia Minh, đồng thời tìm cách ghi thật nhiều bàn thắng vào lưới đội bóng này. Việc thắng đội tuyển Gia Minh được xem như là nhiệm vụ không khó khi đội tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn đội bạn đôi chút, nhưng để ghi nhiều bàn thắng vào lưới đại diện Tây Á không phải là một điều dễ dàng gì. Không chỉ dừng lại ở việc thắng Gia Minh, đội tuyển Việt Nam cần phải cầm hòa hoặc chí ít để thua với cách bị tối thiểu trước đội tuyển Iran tại lượt trận tiếp theo trong trường hợp thắng mình cầm hoa được cả iran cửa đi tiếp dành cho đội tuyển việt nam gần như chắc chắn còn trong trường hợp để thua đội tuyển iran với cách biệt tối thiểu số phận thầy trò huấn luyện viên park hang seo phải phụ thuộc vào thành tích các đội xếp thứ ba khác nếu kết nhất hai đội xếp thứ ba cùng giành được 3 điểm đồng thời có hiệu số thắng bại ít hơn đội tuyển việt nam những ngôi sao vàng mới chắc chắn lọt vào vòng 1-8 nhưng nếu có đến 4 đội xếp thứ ba giành 4 điểm hoặc là các đội bóng đó cùng có 3 điểm nhưng đạt được hiệu số thắng bại cao hơn đội tuyển Việt Nam, thay cho huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ chính thức bị loại. Trong bóng đá, mọi kịch bản đều có thể xảy ra. Chính vì vậy, đội tuyển Việt Nam cần phải thi đấu quyết tâm trong hai trận đấu còn lại để giành được những kết quả thuận lợi nhằm đoạt vé. Tuyển Việt Nam đấu Iran lộ sát thủ đáng sợ Quý vị và các bạn thân mến, sau khi thất bại trước Iraq, cánh cửa đi tiếp của tuyển Việt Nam lại càng hẹp hơn đối thủ tiếp theo tại Asian Cup của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo lại là đội bóng được coi là mạnh nhất bảng, Iran. Như tờ Vares 3 của khu vực Tây Á từng đưa ra nhận định cho rằng tuyển Việt Nam sẽ phải chạm trán Iran, đội bóng được đánh giá là ứng viên vô địch và vừa tham dự World Cup 2018 sẽ là thử thách thực sự. Bài viết trên tờ Vares nhận định Trận đấu tiếp theo với Iran là nơi mà huấn luyện viên Park nên e rè. Sức mạnh của Iran đến từ những cầu thủ chất lượng và một huấn luyện viên giỏi mà bằng chứng là việc họ vừa tham dự World Cup. Nhận định của tờ Vazes 3 có phần chính xác bởi nhìn ngay trận đấu gặp Yemen, họ đã hạ đội bóng này 5-0. Nên nhớ đối thủ Yemen được đánh giá ngang hàng với tuyển Việt Nam. Hơn nữa, trong đội hình tuyển Iran hiện tại đang có một chân sút được xem là sát thủ của mọi khung thành, đó chính là tiền đạo Mehdi Taremi. Cầu thủ này từng lập cú đúp trước Yemen trong trận gia quân tại Asian Cup 2019, liên tiếp ghi bàn vào lưới Palestine và Qatar trong các trận đấu giao hữu trước thềm giải đấu số 1 của châu lục, được biết từ năm 2015, Mehdi Taremi bắt đầu được gọi vào đội tuyển quốc gia Iran ở trận giao hữu với đội tuyển Uzbekistan. Kể từ đó đến nay, Taremi đã 36 lần khoác áo team Mali và ghi được 15 bàn thắng, trong đó có 8 bàn tại vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á. Tiền đạo này cũng là thành viên của đội tuyển Iran tham dự vòng chung kết World Cup năm ngoái tại Nga, thi đấu cả 3 trận, trong đó có 2 trận đá chính, 1 trận vào sân thay người. Hai bàn thắng vào lưới đội tuyển Yemen vừa qua đã cho thấy những phẩm chất nổi trội của Taremi. Bàn đầu tiên là một tình huống lao vào áp sát rất nhanh và đá bồi chính xác. Còn bàn thứ hai là một tình huống không chiến tận dụng chiều cao để đánh đầu vào khóc xa không thành đối phương. Thuộc mẫu trung phong hiện đại, vừa có thể không chiến tốt, vừa có thể chơi bóng kỹ thuật và sút đều cả hai chân, đặc biệt thính nhạy trước không thành của đối phương. Taremi được coi như là vũ khí quan trọng của huấn luyện viên Carlos Queiroz để hoàn thành mục tiêu mang về trong đá Iran trước vô địch Asian Cup 2019 sau 43 năm chờ đợi. Tiền đạo này sẽ là điều nguy hiểm với tay trò huấn luyện viên Park Hang-seo trong trận đấu tới, bởi qua trận với Iraq đã cho thấy hàng thủ của tuyển Việt Nam vẫn còn lộ nhiều sơ hở. Chính vì vậy mà chúng ta đã phải nhận bàn thua đáng tiếc cuối trận. Chính tiền đạo Công Phượng đã thừa nhận, các cầu thủ tuyển Việt Nam có nhiều tình huống, vẫn chưa tập trung. Trận đấu với Iran sắp tới, huấn luyện viên Park Hang-seo cần phải chấn chỉnh lại toàn bộ đội hình và hơn hết là cần điều chỉnh cho các cầu thủ phải tập trung tối đa cho trận đấu. Nhìn Việt Nam đá, mục tiêu thắng Yemen giờ cũng khó đấy. Nhận xét về thất bại 2-3 của Việt Nam trước Iraq, chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho biết: "Cảm nhận chung của tôi, đây là trận khá bất ngờ vì không nghĩ trình độ Iraq lại xa sút như vậy. Họ chơi bóng rất vụng về, thiếu sự ăn ý, thiếu sắc nét. Trái lại, Việt Nam mình dù thiệt về thể hình, sức mạnh, bị đối thủ chơi pressing nhưng chúng ta đá bình tĩnh đảm bảo được thể lực không thua kém về tình huống mà tấn công còn sắc hơn chúng ta thua vì lại vấp phải quả phạt cố định gần khung thành giải aff cup tới nay chúng ta vẫn bị chưa khắc phục được nhưng điều đó rất khó khắc phục và cũng vì đối thủ sút hay quá tôi nghĩ đây là trận đấu tốt hay của chúng ta so với các đội đông nam á chúng ta đang chơi tốt nhất hiệu quả nhất nói thêm về hàng phòng ngự của việt nam cựu danh thủ thể công cho biết bàn thắng của chúng ta tốt sự thông minh của công phượng và quang hải thể hiện rõ người kiến tạo chạy chỗ đều tốt bàn thua thì do duy mạnh bất cần tình huống phạm lỗi thì trọng tài bắt hơi ác bỏ cũng được chúng ta cần khắc phục tránh phạm lỗi trước vùng cấm địa nhưng đây là điều khó sửa chữa vì tranh bóng khó lại ở thời điểm bóng bổng thì phạm lỗi hay không khó kiểm soát về bàn thua thứ hai hàng thủ chúng ta lúc đó hơi lúng túng nhưng trong tình huống quá nhanh các cầu thủ không kịp phối hợp tỉnh táo các cá nhân phải quyết định tình huống và đó là sai lầm không hẳn do bản lĩnh thi đấu mà do diễn biến nhanh quá, chúng ta không kịp trở tay. Theo cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải, Công Phượng, Văn Đức, Quang Hải là những cầu thủ ấn tượng nhất của Việt Nam ở trận này. Nhìn chung hàng tấn công của chúng ta đã đá tốt hơn hàng thủ. Về hai nhân tố gây bất ngờ ở đội hình xuất phát là Hùng Duy và Xuân Trường, ông Hải nhận định đây là các cầu thủ chơi tròn vai thôi. Ý đồ của ông Park là khi chúng ta còn sức có thể phản công bóng dài bất ngờ nên dùng Hùng Dũng và Xuân Trường. Khi chúng ta có điểm thì thay Huy Hùng, Văn Hậu vào rõ ràng là muốn giữ một điểm, nhưng chúng ta không giữ được thì phải chấp nhận thôi. Đội bạn có may mắn và thể lực, tầm vóc vẫn vượt trội mình. Khi chúng ta yếu thì chống bóng bổng khó khăn hơn. Theo cựu danh thủ thể công, việc hàng thủ Việt Nam mắc nhiều sai lầm cá nhân cũng phần nào do thiếu đình trọng dẫn tới sự phối hợp không tốt. Hàng thủ chúng ta chơi chưa tốt bằng mọi khi, ví dụ duy mạnh để thua bàn đầu nếu phá ngay đi thì đã không thua pha bóng đó có vẻ hơi thiếu tập trung và dứt khoát thiếu đỉnh trọng nên các mắt xích chưa tốt trước asian cup việt nam đề ra kế hoạch cầm hòa iraq thua nhà iran và thắng yemen tuy nhiên bước đầu tiên của kế hoạch này hiện đã không thành công tình thế là rất khó khăn cho việt nam chúng ta không hoàn thành chỉ tiêu đầu tiên nên rất khó khả năng có điểm thêm là khó Đã với iran chúng ta sẽ phải nỗ lực hết sức vẫn quyết tâm lấy một điểm vì không loại trừ họ vừa chơi quá hay gặp việt nam biết đâu lại trùng xuống chủ quan thì chúng ta có thể được một trận hòa hoặc tệ hơn thì thua ít nhìn chung thua một hay hai cũng vậy thôi nên đá với iran ta vẫn phải quyết tâm có một điểm yemen thì chúng ta nghĩ có thể thắng nhưng xem họ đá hôm qua rồi cũng khó lắm tôi nghĩ yemen cũng ngang iraq anh em cầu thủ cần động viên nhau chơi hết mình được đến đâu thì hay đến đó chứ khó lắm Trận thua này làm chúng ta hỏng chỉ tiêu. Nhận xét kỹ hơn về đối thủ Yemen sau trận đầu thua Iran 0-5, ông Hải tiếp lời: "Xem Yemen hôm qua với Iran, họ thua 5 bàn thì các bình luận viên cho là họ yếu nhất bảng, nhưng hôm nay Việt Nam đá, liệu họ có phải yếu nhất không? Iran quá mạnh và quá hoàn thiện nên Yemen thua 5 bàn, nhưng đây là đội mà tôi nghĩ rằng tương đương Iraq, thể lực, khả năng tấn công, nỗ lực, máu lửa thì Yemen có khi còn hơn Iraq. Đây là đối thủ tương đương Iraq." nên chúng ta cố gắng hòa hoặc thắng Yemen không dễ, chỉ tiêu đề ra thì cố thôi. Cuối cùng, nói về trận tới gặp Iran, dù mong Việt Nam đạt kết quả hòa nhưng về lý trí, chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho rằng chúng ta sẽ chỉ đạt được thất bại với tỷ số nhẹ nhàng mà thôi. Đa với Iran, ông Park sẽ nghiên cứu và cố gắng làm sao cầm hòa hoặc thua ít thôi. Về lý trí, tôi nghĩ chúng ta sẽ thua Iran với cách biệt ít thôi. Sau trận này, Việt Nam thua Iraq còn Iran mới thắng to dứt khoát sẽ xem nhẹ và thi đấu có thể chủ quan không hết mình bản chất các đội trung đông là thiếu sự kỷ luật ý chí chiến đấu nên dễ coi thường việt nam sau trận hôm nay chính iraq thua trước đó cũng là do coi nhẹ chúng ta nên có sai lầm ở phút đầu họ thua hai bàn trước và suýt phải trả giá tinh thần là hết sức quan trọng iran thắng nhiều có thể nhìn việt nam lại không coi là gì cả đó là cái mà chúng ta cần tận dụng